Florida. Hôm nay là Quánh sẽ bàn luận với các bạn về một nghề tại Mỹ. Nghề này kiếm tiền khủng. Người làm nghề này trở thành triệu phú tại Mỹ rất là nhanh. Mình biết có nhiều người làm nghề này, sau 5-10 năm họ đã có tiền mua những dãy phòng trọ trị giá vài triệu như đô la, những dãy phố trị giá cả 10 triệu đô la, và họ cũng là chủ khách sạn trị giá rất là nhiều. Bây giờ bạn muốn mình cho biết là nghề gì không? Nghề này ở tại Mỹ làm rất nhiều tiền và có tương lai làm triệu phú nếu làm siêng, làm đúng, có tư duy tích cực, có tâm và thành thật. Nghề đó là nghề môi giới bất động sản, là nghề của mình. Mình nói theo trải nghiệm của mình. Mình bắt đầu từ con số 0. Bây giờ là mình là chủ nhiều dãy phố, nhiều dãy phòng trọ, nhiều nhà single house, nhiều condo mà mình phải ngưng không mua nữa, tại vì mình đã lớn tuổi, đã về hưu. Nếu mình muốn tiếp tục thì mình cũng có thể mua thêm bằng cách dùng đòn bẩy tài chính để mua thêm bất động sản. Nhưng mà bạn bè của mình thì họ có con cái, họ có gia đình, họ có sức khỏe, họ có người chưa về hưu, họ mạnh mẽ, họ tiếp tục đầu tư dùng đòn bẩy tài chính, tiền nhà băng cho mượn để tiếp tục mua bất động sản kinh doanh. Người mình ví dụ nhất là ông Donald Trump. Ông nội của ông tới Mỹ từ cái tàu Mayflower có 17 tuổi, làm thợ tóc. Ông cần kiệm, siêng năng làm việc, mua đất đai, bất động sản tại New York. Bây giờ con cháu của ông là đại tỷ phú bất động sản toàn thế giới, mà còn là tổng thống Hoa Kỳ. Cái nghề bất động sản tại Mỹ á, dễ kiếm tiền là tại sao? Luật rõ ràng. Khi người bán nhà giao một căn nhà cho một môi giới bất động sản bán thì có hợp đồng. Hợp đồng đó thường thường là người bán nhà sẽ trả 6% giá trị tiền nhà cho người môi giới bất động sản. Nếu người môi giới bất động sản tự bán một mình thì được 6%. Nếu mà anh không có khách mà những người môi giới bất động sản muốn có khách muốn mua cái nhà đó thì phải tới liên lạc với cái anh bên anh này, rồi anh này dắt cho đi coi nhà làm. Thì khi mà bán rồi thì mỗi người được 3%, là có giấy tờ đàng hoàng, lên mạng bất động sản xem. Thì cái mạng bất động sản đó là chỉ có người môi giới bất động sản có license, phải đi học lấy license nha bạn, thì được mua. Bạn coi cái mấy cái dãy nhà này nè, từ 1 triệu đô la trở lên một căn. Bạn bán một căn thôi á, 6% của 1 triệu đô la là 60.000. Bạn chỉ cần 60.000 đô la. Bạn bán 2 căn là 120.000 đô la. Việc cho 1 tháng bạn bán 1 căn thôi 60.000. 10 tháng á, bán 10 căn á, 600.000 bạn. 600.000 đô la. Những cái nhà ở đây á, từ 200.000 đô la trở lên. Khu này á, nhà là phải 800.000 tới hơn 3-4 triệu. Bán một căn nhà 1 triệu đô la, bạn khỏi lo về chuyện tài chính trong vòng nửa năm. Nhưng mà nó cái hay như vậy, bạn lấy 60.000 đô la về,
Anh đâu có xài hết không? Sao xài hết dữ vậy? Cầm cái 60.000 đô la đó đi ra ngân hàng, kiếm một cái dãy phòng trọ cỡ chừng 400.000 đô la, và đặt tiền cọc 60.000 đô la. Ngân hàng sẽ cho bạn mượn tất cả số còn lại. Tại sao cho mượn dễ dàng vậy? Tại vì khi mà cho mua phòng trọ, tức là một cái tiền thâu vào mỗi tháng, thì nhà băng nó coi cái tiền thâu vô có đủ trả mortgage cho nó không, hay đủ trả thì nó cho mượn. Tại tên giấy tờ nó là chủ nhà mà, cho tới khi mà mình chưa trả hết thì nó vẫn là giấy, nó có quyền nó lấy lại. Trễ nộp tiền trong 3 tháng là nó có quyền nó lấy lại, nó lấy nguyên cái dãy nhà lại, nó lấy luôn. Thì mình phải, khi mua phải tính toán là cái tiền mà thâu tiền nhà phải trả đủ hết sở phí của mình. Bạn thấy không? Đi mua dãy không? Bán bất động sản được tiền qua hồng, chạy đi mua dãy nhà trọ. Bây giờ nó còn hay vậy nữa. Dãy nhà trọ đó trị giá 400.000. 5 năm sau, cái dãy nhà trọ đó trị giá 1 triệu. Tại nhà trọ lên giá mau lắm bạn ơi. Nhất là vùng biển vậy nè. Hay là bạn biết cách đi kiếm chỗ mà hay lên, mau lên giá đó. Từ từ đó, trong cái những video tiếp mình sẽ chỉ cho bạn cách tìm hộ trân châu dưới đáy biển. Tức là phải tìm một những cái bất động sản nào mà hay, tốt và lên giá. Mà lên giá chắc ăn mới mua. Chứ người ta nói lên giá mình cũng có mua, thì nó có cái cách. Và những người trong nghề lâu năm như mình thì mới biết. Giờ nói vậy, bây giờ cái nhà lên giá 1 triệu, một cái dãy lên giá 1 triệu. Tức là giờ nếu mà bán đi á, thì bạn lời 600.000 đô, thì bạn mua 400, thấy không? Mà nếu mà bạn giữ lại thì chính phủ đánh thuế 15%, hiện bây giờ là 15%. Sau này mình không biết, tại cái luật nó đổi hoài á, là thuế capital gain, thuế mà tiền lời bất động sản á, là 15%, bây giờ là 15%. Bây giờ bạn 15% cho 600.000, tức là 60 là gần 100.000, phải không? Hơn chứ, ở cỡ đó. Nếu mà tính mau tính dùm mình ha, thì bạn trả 15% rồi, cái tiền là của bạn. Nhưng bạn mà lấy bạn làm gì? Nếu không có làm gì, nhà có nhà cửa rồi, có xe hư rồi, có này mua làm gì? Thì giờ bạn mới cái luật kêu là 10-31 exchange, 10-31 exchange. Cái luật nó như vậy. Bây giờ bán cái nhà là bạn bán vậy là 1 triệu. Bạn đi ra mua một cái nhà khác 1,5 triệu. Thì chính phủ không bắt bạn trả tiền capital gain, tiền thuế. Nó cho bạn nhập vô luôn, tức là bạn bán nhà 1,5 triệu, bạn góp vô 1,5 triệu đó, bạn mua căn 2 triệu. À, bạn bán nhà 1 triệu, không 1 triệu, bạn mua căn một căn 2 triệu thì bạn góp vô. Thì nó cho, nó không bắt bạn lên thuế, tức là nếu mà bạn bán một cái bất động sản, bạn mua liền trong vòng 90 ngày một bất động sản khác cao giá hơn, thì chính phủ không bắt bạn đóng thuế trong cái tiền đó. Tức là tiền đó bạn bỏ vô, rồi bạn bỏ vô mua cái bự hơn, rồi sau này bỏ vô mua cái bự hơn, rồi cái bự hơn, hoặc là 2 cái bự. Thì từ từ là bạn sẽ, tại bạn là bạn không bao giờ bị bạn bị đóng thuế về cái chuyện mà tiền lời mua bất động sản, mà cái gia tài, cái portfolio của bất động sản của bạn càng ngày nó càng to ra. Đó là tại sao những người giàu, họ giàu, tại họ không phải đóng thuế. Chỉ đóng thuế cái thu nhập mà mỗi năm, mỗi tháng đó, mình thu nhập vô phòng trọ. Nhưng mà trong khi mình đóng thuế thu nhập không phải là mình đóng thuế hết cái thu nhập, mình đóng thuế 15%, 20% tùy theo cái income của mình. Tại còn trừ tiền thuế, tiền lời mua tiền lời của nhà băng mà mình mượn nó cũng trừ nè, tiền thuế đất cũng trừ nè, tiền sửa chữa nhà cũng trừ nè, trừ vô hết. Rồi cái depreciation nữa. Cái depreciation là nó trừ vô cái đóng thuế, mà nó trừ vô depreciation nữa, rốt cuộc là bạn đóng thuế có bao nhiêu. Bởi vì mấy người giàu đó, họ ai cũng mua bất động sản, tại đóng thuế bất động sản thì mua bất động sản thì không đóng thuế bao nhiêu, mà còn được giữ lại tiền lợi nhuận, rồi cứ mua to lên. Thế nên mình nói cái nghề mà kiếm tiền khủng tại Mỹ á là nghề buôn bán bất động sản, mà phải biết mua, phải làm siêng năng, phải đi tìm bất động sản nào cho nó đúng. Thì ở tất cả người Mỹ mà ai có bằng cấp, người ta cũng đi tìm, nhưng mà không phải là lúc nào người nào biết tìm được trước thì người đó chụp. Một cái gì là người đó tìm được mà họ không có tiền mua, không tiền,
không? Thành ra mình sao mình phải, lúc là mình phải chuẩn bị tiền rồi mình đi kiếm, mà phải kiên trì, có khi kiếm cả 6 tháng mới có con cái, có khi cả năm mới có con cái bạn, không có dễ đâu. Rồi phải liên lạc với đội nhóm của mình, liên lạc những vùng nào mình muốn mua bất động sản đó, mình làm bạn với những người realtor ở ngoài đó, để có tài chỉ với mình, có tại sao không mua, tại khi nó có nhiều khi là họ không có tiền mua, hoặc là họ mua nhiều rồi họ chán, họ không cần mua nữa, với mình là mình không có mua nữa, tại vì mua nhiều quá rồi, nhưng qua con cũng xuể, già rồi thì lo nghỉ ngơi nữa, coi chăm sóc mấy cái còn lại đủ rồi, là chỉ cho nhiều không. Mà của mình nhiều lắm mình đếm không xuể, mình nhớ không hết địa chỉ luôn bạn, cái nhiều địa chỉ quá mình nhớ không hết, 3-4 lần cái móng tay vậy nè, 3-4 lần vậy nè, mình nó có tiết lộ, nhưng mình cho biết là mà từ mình bắt đầu từ con zero ha, thì nghề bắt môi giúp động sản là cái nghề dạy đó, là nghề kiếm tiền khủng tại Mỹ, tại vì tiền chính phủ Mỹ cho thuế dễ dàng, nhà băng cho mượn tiền dễ dàng, và kinh doanh Mỹ nó phồn thịnh, bạn mua phố xá rất phồn thịnh, rất thịnh, mình thâu tiền phải không. Xin chào các bạn, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách nào làm môi giới bất động sản, phải làm cho đúng, làm cho siêng năng, làm cho cần mẫn, có tư duy tích cực, phải kiên nhẫn mới là thành công trong nghề môi giới bất động sản và đầu tư bất động sản. Đó là hai cái điều kiện. Chào các bạn. Bye bye.